Cổ của sauropod có thể dài đến mức nào? Chúng ta vẫn quen gọi những con khủng long sauropod hay khủng long chân thần lằn là khủng long cổ dài, vì hầu hết các loài khủng long được xếp vào nhóm này đều có cấu tạo cơ thể rất đặc trưng, với cái cổ dài như bạn đợi Crush trả lời tin nhắn, cùng phần thân tương đối cồng kềnh được chống đỡ bởi tứ chi to khỏe và vững chãi, dù có thể vẫn có một số ngoại lệ. Chiếc cổ dài giúp chúng dễ dàng tiếp cận những lá cây trên cao trong một thời kỳ mà những cây cây có thể dễ dàng phát triển đến chiều cao hàng chục mét, đồng thời cũng là một biểu tượng cho sức mạnh giữa các cá thể cùng loài. Vậy thì chiếc cổ sauropod dài nhất là bao nhiêu? Kỷ lục thú vị này hiện đang được ghi nhận thuộc về một loài khủng long có xuất xứ Trung Quốc, đó là Mamenchisaurus sinocanadorum. Ở dưới loài này không có cái cổ hoàn chỉnh mà chỉ có một vài đốt sống cổ, nhưng nhờ phát hiện cái cổ tương đối hoàn chỉnh của một chi họ hàng khác là Xinjiang Titan, các nhà khoa học đã mạnh dạn ước tính rằng Mamenchisaurus sinocanadorum có thể đạt chiều dài cổ là 15,1m, gấp rưỡi một chiếc xe buýt tiêu chuẩn. Ô cao cổ ngày nay hay mấy anh fan quỷ đỏ chờ đội nhà vô địch ngoại hạng Anh cũng phải gọi bằng cụ. Khủng long cổ dài ấp trứng như thế nào? Có một bạn thắc mắc, những con khủng long khổng lồ như khủng long sauropod ấp trứng ra sao? Đây là một câu hỏi khá hay. Một số loài khủng long phi điểu như chúng ta biết không quá to lớn, đồng thời chúng cũng có lông vũ nên có lẽ chúng cũng ấp trứng như chim ngày nay, và người ta thậm chí còn tìm thấy hóa thạch khủng long đang ấp trứng ở bông cổ. Nhưng cồng kềnh như lũ khủng long cổ dài thì việc ấp trứng chắc chắn sẽ rất khác, bởi với thân hình và cân nặng khổng lồ như thế thì những quả trứng nhỏ sẽ dễ dàng vỡ nát nếu chúng ngồi lên trứng và dùng hơi ấm cơ thể để ấp trứng. Theo một số nhà khoa học, chúng có thể áp dụng cách như một số loài bò sát hay thậm chí một số loài chim ngày nay, đó là xây tổ và vùi trứng trong vật liệu hữu cơ đang phân hủy như lá rụng. Khi vật liệu hữu cơ phân hủy sẽ sinh ra nhiệt, cung cấp hơi ấm cho trứng. Một cách lý giải khác đó là chúng có thể sử dụng năng lượng địa nhiệt để ấp trứng bằng cách để trứng gần những mạch nước nóng của núi lửa có nhiệt độ từ 60 đến 100 độ C với khoảng cách từ 1 đến 3 mét. Bằng chứng hóa thạch về phương pháp này đã được phát hiện tại Argentina vào năm 2010, cho thấy khủng long sauropod thường xuyên quay lại những khu vực như vậy để đẻ trứng. Hóa thạch nào kinh dị nhất? Hôm nay là ngày Halloween và chắc các bạn muốn nghe thứ gì đó kinh dị một chút đúng không nào? Trong số các hóa thạch Dinoman từng tìm hiểu, có không ít hóa thạch gợi cho Dinoman cảm giác dựng tóc gáy mỗi khi nghĩ đến. Một trong số đó là mẫu vật ký số MGUANPA183. Đây là hóa thạch của một con Brognathodon, một chi thương long khổng lồ từng tồn tại từ 83,6 cho đến 66 triệu năm trước, khét tiếng với biệt danh là sát thủ thương long. Và nó không chỉ có ở đâu một mình. Trong vùng bụng của con thương long này, người ta đã tìm thấy xương của ít nhất 3 con thương long khác. Cả ba đều có dấu hiệu đã bị nuốt và tiêu hóa một phần, cho thấy chúng chính là bữa ăn của con Brognathodon. Kinh dị hơn, trong số 3 nạn nhân còn có một con Brognathodon khác, cho thấy chúng hoàn toàn có thể sơi tái cả đồng loại nếu cần. Nếu bạn quay về kỳ phấn trắng thì đừng bao giờ tìm cách lại gần một con Brognathodon. Và chưa hết, chính con Brognathodon phàm ăn này khi chết đi lại trở thành một nạn nhân của những kẻ ăn xác thối, với những vết răng được cho là thuộc về các chi cá mập sống cùng thời vẫn còn lưu lại trên xương của nó, như một vòng tuần hoàn của sự sống và cái chết. Bạn có biết câu chuyện về sự tuyệt chủng của chim ăn cá lớn? Chim cánh cụt trong tiếng Anh là penguin, nhưng thực chất cái tên penguin này từng thuộc về một loài chim khác, đó là chim ăn cá lớn. Loài chim này có danh pháp khoa học là Pinguinus impennis và chúng được con người biết đến trước khi chim cánh cụt được tìm thấy và có ngoại hình rất giống chim cánh cụt với phần thân trên lông màu đen, bụng có lông màu trắng và hai đốm lông trắng ở gần mắt. Chúng cũng ăn cá và bơi rất giỏi. Vì thế khi tìm ra chim cánh cụt thì người ta tưởng chúng chính là chim ăn cá lớn và gọi chúng là penguin. Chim ăn cá lớn từng sống rất đông đúc ở phía Bắc Đại Tây Dương nhưng đã bị săn đuổi đến tuyệt chủng để lấy thịt và lông làm gối, đặc biệt là sau khi người phương Tây phát hiện ra chúng. Dù có những lệnh cấm săn chim ăn cá lớn đã được ban hành vào thế kỷ 18, nhưng tình trạng vi phạm luật vẫn diễn ra tràn lan, nhất là để làm mẫu vật nhồi bông cho bảo tàng. Những con chim ăn cá lớn cuối cùng đã cố gắng trốn lên một hòn đảo hẻo lánh ngoài khơi Iceland, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi. Cặp chim cuối cùng đã bị bắt khi đang ấp một quả trứng vào ngày 3 tháng 6 năm 1844, đặt dấu chấm hết cho một loài chim vĩ đại. Ếch thời khủng long khủng như thế nào? Chúng ta vẫn thường nghĩ con gì thời cổ đại cũng khủng hơn bây giờ về mặt kích thước, từ côn trùng, run rễ cho đến khủng long. Tuy nhiên thời nào cũng vậy, hệ sinh thái không chỉ có chỗ dành cho những sinh vật to lớn, mà còn có những ngách dành cho các động vật nhỏ, và không phải nhóm động vật nào cũng có những đại diện to lớn hơn các đại diện của thời hiện đại. Hãy lấy ếch là một ví dụ. Loài ếch há thạch khủng nhất mà các nhà khoa học từng tìm được là Beelzebufo trên đảo Madagascar, có niên đại 70 triệu năm, còn được gọi bằng biệt danh là ếch quỷ địa ngục. Chúng có kích thước đủ để sơi được những con khủng long con. Trong quá khứ, từng có ước tính cho rằng Beelzebufo có thể dài đến hơn 42 cm. Tuy nhiên, trong những nghiên cứu gần đây,
chiều dài của con ếch này đã bị thu lại chỉ còn khoảng 23,2 cm. Trong khi đó, loài ếch lớn nhất thời hiện đại là ếch Goliath sống ở Tây Phi có thể dài đến 35 cm và nặng hơn 3 kg. Tất nhiên là vẫn có khả năng còn những loài ếch cổ đại lớn hơn chưa được chúng ta tìm thấy, hoặc những hóa thạch được tìm thấy của Billy Buffo chưa phải là của những cá thể lớn nhất.